Đây là bài viết Hai số phận, những bài học đầy giá trị của tác giả Sang Bùi. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Có những quyển sách mở ra trước mắt người đọc một thế giới đầy những điều kỳ diệu về những miền tri thức, tinh hoa của nhân loại. Có những quyển sách lại là vị cứu tinh cứu rỗi cho những tâm hồn cằn cỗi. Nhưng cũng có những quyển sách đem đến cho người đọc những cung bậc cảm xúc khác nhau cùng những bài học nhân sinh quan đầy giá trị. Để rồi khi gấp quyển sách lại thì những dư âm dai dẳng vẫn còn đọng lại trong lòng, trong tâm tưởng người đọc. Và những điều kỳ diệu về sách nói trên được chứa đựng đan cài một cách hài hòa trong quyển sách mang tên Hai số phận, một cuốn sách đã vào hàng kinh điển và đáng để đọc vì những bài học, những kiến thức không bao giờ lỗi thời mà sách mang lại. Cuốn tiểu thuyết Hai số phận của tác giả người Anh Jeffrey Archer. Cuốn sách ra đời vào năm 1979 và đã gây được tiếng vang lớn trên khắp thế giới. Cuốn tiểu thuyết đã mê hoặc và thôi miên mình từ những trang sách đầu tiên, để rồi mình đã đắm chìm vào trong cái thế giới ấy khi nào không hay. Cái thế giới chứa đựng những sự đa dạng của thăng trầm đời người, của sự tranh đấu danh vọng, hay là tình người đáng trân quý, đến những sự mất mát chia lìa đầy đau thương mà chiến tranh tàn khốc đem đến cho con người. Những yếu tố đó được lồng ghép một cách hài hòa, trọn vẹn thông qua việc xây dựng nhân vật đa dạng, cách kể chuyện hết sức hấp dẫn và lôi cuốn. Chính những yếu tố đó làm nên giá trị và sức sống mãnh liệt của tác phẩm kinh điển này. Khi đọc tên cuốn tiểu thuyết Hai số phận, tên tiếng Anh là Cain and Abel, thì chúng ta phần nào đã hình dung, tưởng tượng ra là sách đang kể về hai số phận của hai con người khác nhau. Đúng như vậy, cuốn sách Hai số phận kể về số phận của hai nhân vật Abel và Cain, một người sinh ra ở Ba Lan và người kia sinh ra ở Mỹ. Cả hai người họ đều có điểm khác biệt rất rõ về hoàn cảnh xuất thân, về tính cách. Nhưng có một điều thú vị giữa họ là sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Sự khác biệt nhau về mặt không gian nhưng lại giống nhau về mặt thời gian. Nó như là hai đường thẳng tưởng chừng như song song, không giao nhau. Nhưng để rồi khi ta kéo dài, dài mãi thì hai đường thẳng ấy lại giao lấy nhau. Đó cũng là lúc định mệnh đã sắp đặt để đưa hai người họ gặp nhau trên cuộc sống thương trường, rồi đến chiến trường. Nhưng sự gặp nhau ấy đã châm ngòi cho việc bùng nổ một cuộc chiến, một mối hận thù không hồi kết giữa hai số phận, hai con người, từ lúc gặp gỡ nhau cho đến khi cái tuổi đã gần đất xa trời. Thông qua hai nhân vật chính của truyện, điểm chung dễ nhận thấy giữa họ là sinh ra với tài năng thiên bẩm cộng với sự khổ luyện bền bỉ vượt khó để thực hiện mục đích lớn lao của cuộc đời mình. Cả hai người tuy được sinh ra ở những hoàn cảnh và trải qua những sự việc, những biến cố khác nhau, nhưng tự chung lại là cả hai người họ đều rất xuất chúng và ở họ luôn tồn tại một tinh thần phấn đấu đến cùng. Nếu Abel xuất thân từ một hoàn cảnh đầy bi thương, éo le trong thời nội chiến ở Ba Lan và còn trải qua những bi kịch khủng khiếp vì cuộc đấu tranh sinh tồn mà phải cố gắng tranh đấu, vươn lên để chiến thắng nghịch cảnh tàn khốc, thì Cain lại là người vừa mới sinh ra đã ở ngay vạch đích của vinh quang, danh vọng, nhưng ông ấy vẫn không ngừng tôi rèn, mài giũa và đã vươn mình làm giàu bằng chính năng lực và tài năng của mình. Quả thật mỗi lần mở sách ra đọc câu chuyện giữa hai người họ đều làm mình phải dừng lại để suy nghĩ thêm về nhiều vấn đề, nhiều khía cạnh xoay quanh trong cuộc sống. Rồi bất chợt mình nhận ra rằng mỗi cuộc đời là sự tranh đấu không ngừng nghỉ để nắm lấy cái gọi là danh vọng, địa vị, tiền tài. Nhưng ta lại trà đạp lên những giá trị của người khác bằng những mưu mẹo, thủ đoạn để chiếm đoạt cái hão huyền mà con người hằng mong ước. Nhưng cuối cùng, những thứ mà con người cho là đỉnh cao đó cũng sẽ trôi về hư vô khi con người rơi vào bước đường cùng của sự mất mát đi niềm hạnh phúc, sự an nhiên nơi lòng mình. Và cuối cùng sẽ mang theo được gì khi con người nhắm mắt xuôi tay hay chỉ có tình người là còn mãi với cõi đời, với thời gian? Đọc tác phẩm mà mình thầm thán phục tác giả bởi sự lồng ghép rất tài tình và hài hòa những kiến thức từ nhiều lĩnh vực khác nhau như lịch sử, kinh tế, chính trị, xã hội, tâm lý, v.v. vào trong từng câu chuyện, từng hoàn cảnh, từng giai đoạn, để rồi tạo nên một quyển sách mà theo mình nó mang tính tổng hòa kiến thức rất rộng và rất sâu của bậc thầy kể chuyện Jeffrey Archer. Với những ngày tháng đắm chìm trong quyển sách dày hơn 700 trang đã cho mình nhiều bài học quý giá thông qua hai nhân vật chính là Cain và Abel. Đó là những bài học mình đúc kết được như sau. 1. Xuất phát điểm của bạn sẽ không nói lên được điều gì.
Nếu xuất phát điểm của bạn tốt, bạn cần nỗ lực, thể hiện rõ qua Kane. Nếu xuất phát điểm của bạn không tốt, bạn cần phấn đấu và nỗ lực rất rất nhiều thông qua cuộc đời và sự nghiệp của Abel. Giống như câu nói, ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống. Cuộc đời của mỗi người sẽ thành công huy hoàng như ánh nắng rực rỡ của buổi bình minh, hay là sự thất bại u tối như làn sương răng mịt mờ, không tìm thấy lối đi. Tất cả đều do quyết định và lựa chọn của chính bạn. 2. Biết tận dụng cơ hội, cách làm giàu, cách làm việc. Đọc xuyên suốt những chương về sao của tiểu thuyết là những câu chuyện về thương vụ làm ăn, kinh doanh của những nhà tài phiệt ở Mỹ. Ta sẽ thấy hai nhân vật là những nhà kinh doanh, nhà lãnh đạo, nhà tài phiệt tài năng và xuất chúng trong việc nhìn nhận, phân tích, đánh giá vấn đề, sự kiện để đưa ra những quyết định kinh doanh đúng đắn và sáng suốt. Ở hai người họ luôn biết nắm bắt những cơ hội mình có được để tạo ra những bước ngoặt cho sự nghiệp, cho cuộc đời mình. Hơn thế nữa, họ là tiêu biểu cho những nhà lãnh đạo cấp cao, tài ba trong cách dùng người trong công việc, một chủ nghĩa thực dụng khi phong cách làm việc rất khoa học, đem lại hiệu quả rất cao. 3. Không bằng lòng với những thành tích đạt được, không ngủ quên trong chiến thắng. Có một câu nói rất hay, thử thách lớn nhất của đời người là lúc thành công rực rỡ nhất. Nhưng thử thách đầy cam go đó đều được Kane và Abel vượt qua, như là vượt qua một rào cản của chính bản thân mình, chiến thắng sự thỏa mãn, hài lòng, không chấp nhận lối mòn của chính mình. Ở hai người họ, người đọc luôn thấy một tinh thần vươn lên trong công việc làm ăn kinh doanh. Niềm tham vọng làm giàu hơn nữa luôn bùng nổ trong họ, kể cả sau khi họ đã đạt được những thành công đầy vang dội và vươn tới đỉnh cao của danh vọng. 4. Tình cảm là thứ thiêng liêng và đáng trân trọng. Ngoài những câu chuyện về chiến tranh khốc liệt, sự tranh đấu danh vọng, thì chuyện còn mang lại cho người đọc những khoảng lặng, những thanh âm nhẹ nhàng, sâu lắng khi chuyện chứa đựng về các mối quan hệ tình cảm, tình thương giữa người với người. Từ tình mẫu tử thiêng liêng cao đẹp, hay tình bạn ấm áp, tình yêu đôi lứa nồng cháy, tình đồng nghiệp vững bền, đến tình thương khó quên của những con người xa lạ. Thông qua những câu chuyện tình cảm đầy tính nhân văn đó, chuyện còn đem đến giá trị nhân đạo cho người đọc, là hãy biết trân quý và gìn giữ những tình cảm đẹp đẽ đáng quý đó bên mình, để mình không phải sống trong sự dày vò hay nói lời hối tiếc khi mất đi những người thân, bạn bè xung quanh mình. Hãy đừng như Kane phải chịu đựng sự bất hạnh khi mất đi người cha lý tưởng, đến người mẹ dấu yêu của mình. Đừng như Abel phải chịu đựng sự đớn đau về tinh thần khi mất đi đứa con gái mà mình dành trọn cả trái tim cho nó. 5. Biết xóa bỏ hận thù, hiểu lầm. Câu chuyện về mối hận thù khủng khiếp như truyền kiếp trong công việc làm ăn kinh doanh giữa Abel và Kane vẫn tiếp nối, kéo dài trên thương trường khi Abel luôn nung nấu ý định trả thù Kane, lật đổ sự nghiệp của Kane nếu có cơ hội. Nhưng vô tình, chính mối hận thù ấy đã sắp bóp chết tình yêu giữa hai người con của họ sau này. Sau hận thù đó, hiểu lầm đó chỉ được hóa giải và xóa bỏ khi hai nhân vật đã đi vào cái tuổi xế chiều sắp buông xuôi. Người ta vẫn thường nói, khi về già thì tâm hồn con người ta cũng bớt bận tâm sự đời và hướng đến niềm vui, hạnh phúc của gia đình. Khi mà đã đến tuổi sắp buông xuôi, chống gậy mà đi, Abel và Kane vẫn không thôi đấu đá nhau, nhưng lúc này họ đã mở rộng trái tim mình mà đón nhận hai đứa con mà họ đã xua đuổi đi chỉ vì mối hận thù tưởng chừng như không có hồi kết. Chính lòng kiêu ngạo, cái tôi quá lớn mà con người sẵn sàng chà đạp lên những giá trị của tình người, của lòng người, chỉ vì hai từ danh vọng. Vì thế, hãy bớt cái tôi vị kỷ lại mà bồi đắp nên lòng vị tha. Vì chỉ có sự bao dung, tha thứ mới giúp con người hoàn thiện và sống chan hòa, hạnh phúc với nhau. Đọc cuốn tiểu thuyết Hai Số Phận, người đọc như soi dọi chính mình với hai nhân vật Kane và Abel. Bạn giống nhân vật Abel hay là Kane về tính cách, phẩm chất hoặc là sự dung hòa giữa hai nhân vật này? Hãy tìm đọc Hai Số Phận để tìm thấy những đức tính phù hợp với con người mình, hay là những thiếu sót để không ngừng hoàn thiện, tôi rèn, bồi đắp bản thân từng ngày để vươn mình và khẳng định chính mình. Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn về bài viết nếu bạn đã đọc qua tác phẩm tuyệt vời này, hoặc chưa đọc thì cứ chia sẻ nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết đầu tiên của mình trên Spider Room. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, share và subscribe nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Và mình là Khánh Linh. Bye!